Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh GHB của em nha. Thì cả nhà ơi, hôm nay sẵn đem có một cái mẫu giày sandal nè. Thì hôm nay em sẽ làm video về cái mẫu giày sandal này để giới thiệu cho anh chị mình xem ha. Thì trước khi vào video, cả nhà nhớ là cho em xin một like với lại thêm một lượt đăng ký để cho em có thêm những cái động lực chia sẻ cho anh chị mình xem được thêm nhiều mẫu giày mới hơn nha. Bây giờ thì mời cả nhà vô xem video cùng với em. Thì như anh chị mình thấy ở đây á, là hiện tại em đang có một cái mẫu giày sandal. Thì mẫu này em đang có là 5 màu, nó gồm có cái này là màu vàng nè cả nhà. Bên đây là màu nâu. Đây để em lấy nét lại, đó màu nâu, màu da, màu trắng. Và không thể thiếu đó là màu đen rồi đúng không cả nhà. Đó, thì đây là em có 5 màu. Thì cái mẫu giày sandal này á, nó không phân biệt lứa tuổi nha, không phân biệt độ tuổi luôn. Tuổi nào mình mang cũng được hết trơn á. Cái này thì em có size là từ 35 cho tới 39 luôn. Thì cái phần quai, nói sơ về phần quai á, thì cái mẫu cái kiểu nó là cái quai này giống như là cái nơ bánh ú vậy cả nhà. Trông rất là xinh luôn. Thì phần bên đây nó là hai cái dây, ở đây nó có một cái nút thắt nè. Nhìn rất là sang. Ngay cái phần dây này nó có một cái dây chéo qua để nó ôm được cái chân của mình đó cả nhà. Còn cái phần dây phía sau á, nó là dây thun. Nên là khi mà mấy anh chị mình mang, mình chỉ cần kéo sợi dây này ra là mình xỏ chân vô là mình đi thôi. Mình không có cần phải khum lên khum xuống gài như là mấy cái dạng mà có gót này kia. Thì cái mẫu sandal này á, giờ mà mấy anh chị mình muốn á, mua cho phụ huynh ở nhà mình mang cũng được. Hoặc là mấy bé mình mang cũng được nữa. Mang vừa đi, mang đi học thêm nè. Áo dài mình mang trong trường thì có thể lựa chọn màu trắng như vậy. Còn đi học thêm thì có thể lựa chọn màu theo sở thích của mình rồi đúng không. Màu nào mình mang cũng được, dạng nào mình mang cũng dễ hết trơn á. Thì cái này là cái gót của nó cao lên khoảng được 2 phân. Mà cái dạng gót của nó là gót bằng, nên là khi mà mấy chị mình mang vô chân á, rất là dễ mang luôn ha. Phần quai này là quai chéo. Thì có 5 màu. Màu đầu tiên là màu vàng nè cả nhà. Thì màu này á, da nào mà chị nào mà mình trắng chút xíu, cái tông da mình hơi sáng chút xíu, mình có thể lựa chọn mang mấy màu này. Thì màu này lên da cực kỳ sang luôn nha. Nó làm nổi bật được cái da của mình, nó không có bị tối. Màu thứ hai là màu nâu, màu cam. Nó dạng như là cam đất á cả nhà. Nó nâu nâu chút xíu chứ không phải là cam chói như là mấy cái hàng kia. Trời, nó tẹp cho màu móng tay của em luôn nè. Quá dữ luôn. Đó. Thì cái dạng nơ này á, chân chị nào mình có bề ngang á, cái dạng quai này thì bề ngang chân to cũng có thể ôm được hết vô chân của mình luôn nha cả nhà. Cái đế của nó, cái phần viền ở đây nó là dán keo. Tại vì như cái nhà mình để ý đi, đa số giày bây giờ ta dán keo không mà, chứ ta ít khi nào may lắm. May thì nó lộ cái viền chỉ á, sẽ xấu. Màu này lên da cũng cực kỳ sang luôn nè. Và màu thứ ba, màu này là màu da. Màu da là màu cũng thuộc dạng màu chủ đạo rồi cả nhà. Cũng rất là dễ mặc đồ. Ở phần dưới đế nó có làm cho mình mấy cái đường răng cưa như vậy nè. Để khi mà mình đi nhiều á, nó tạo cho mình một cái độ ma sát nhất định. Đi sẽ không có bị trơn, bị trượt. Còn màu trắng á, thì mang lên chân rất là sang rồi. Cho mấy em học sinh mang đi học cũng được. Màu đen thì rất là dễ mặc đồ rồi. Đó, thì quay sơ lược cho anh chị mình coi thôi. Bây giờ em sẽ nhờ chân trẻ nhiều phải không cả nhà, giờ sẽ nhờ chị ngoại. Nhờ chị ngoại mang vô chân thử cho cả nhà mình coi. Xem là mấy cái dạng sandal này nè, người trung niên á hoặc là người lớn tuổi chút xíu á, mình mang lên chân á nó có ok không nha, có dễ mang không. Giờ thì đây là những cái loại sandal mà rất là dễ mang luôn, mà nó không có kén tuổi gì cả nhà. Nó có chiều cao là 2 cm nha, rất là dễ mang. Khi mình mang mình chỉ cần xỏ vô chân rồi mình kéo phía sau nó có cái dây thun nè, mình kéo lên thôi. Mà cái này mình đi chơi xa hoặc là đi học, cho các em đi học hoặc đi làm mang cũng được nữa, không có kén. Đây em có màu vàng, để em mang luôn hai chân cho cả nhà nha. Đây là mình chỉ xỏ vô nhẹ nhàng, cái này nó không có phải bẹt chân. À, phía sau nó có dây thun nè, mình chỉ cần nắm mình kéo lên thôi, rất là dễ mang luôn cả nhà yêu ơi. Hai màu này màu nào lên chân cũng sang hết đó cả nhà. Mẹ em đang mặc cái đầm màu này vô cái đôi giày màu cam mình, nó tẹp vô luôn, tông sệt tông luôn. Cái nhà này, cái mẫu này mình có thể mình mặc đầm, hoặc là mình mặc quần jean, mặc váy, mặc đồ gì mang vô cũng được hết á cả nhà. Nó không có kén đồ, đồ gì phối cũng được hết trơn. Rất là dễ mang luôn á cả nhà ơi. Mà mình đi nhiều á, không có sợ bị mỏi chân nữa, mang rất là êm. Chân mẹ em là dạng như là chân ú, cái nhà có bề ngang nhưng mà mang lên cái dạng quai này. Nhưng mà phải mang lên 8 thì cả nhà. Chân mẹ em được, nó cái nó ngắn mà nó có bề ngang cả nhà, nhưng mà mang lên cái quai này như cả nhà mình thấy ở đây á, mang cũng rất là ôm chân luôn. Chân có bề ngang mang vô vẫn được luôn nha mấy chế. Đây, tiếp tục qua khác. Thì đây chị ngoại em đang mang trên chân cái mẫu giày sandal này luôn nha cả nhà. Đó, thì như em đã nói là cái mẫu này á không có kén độ tuổi đâu, tuổi nào mình mang cũng được hết trơn á.
chị ngoại đang mặc đồ bộ luôn á cả nhà, nhưng mà mang lên chân nhìn cũng rất là đẹp đúng không, không hề kén đồ luôn, đồ nào mang cũng dễ hết, mà nó không có kén màu da nữa mấy chế, ai mà sợ kén da. Ngoại ra đây ngoại thử giùm con bốn cái màu này đi ngoại, ba màu chứ. Thì như ngoại đang mang ở đây là cái màu này là màu cam, màu nâu 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 đất, màu cam đất đó, với lại màu này màu vàng. Thì nếu mà ai mà chị nào mà mình sợ kén chân quá, mấy màu này lên nó da mình ngâm mà sợ kén chân, có thể lựa chọn những cái màu chủ đạo như là màu đen. Như ngoại đang cầm trên tay đây, chân bên đây mà chứ, chân đây nè, ngoại tháo chân bên đây đi, chỉ cần tuột cái gà là đen mình không? Không màu đen nè, ngoại mang thử màu đen đi, như size nhỏ đúng rồi đó. Từ để con kiếm cái size mấy, cái này size 35 rồi mẹ. Nè đó, trước thôi đừng quay sao đỡ thôi nha mấy chế, cái này đang là size 35 mà chân ngoại em thấy 37 lận á, nên là chỉ thử cái quai cho cả nhà mình coi thôi. Cái phần quai trên đây nè, nó là cái phần quai nó là dạng như quai chéo mấy chế, mang rất là ôm chân luôn mà không hề kén da nữa. Ngoại có muốn đi, ngoại có muốn đi núi không? Có rồi, ngoại có ăn đôi rồi. Mang thử màu da lên luôn. Đi lên mít. Cái đôi màu da này lên nó sáng chân hơn màu đen nè ngoại. Ở da chị nào mà ngâm cả ngoại em á, mang lên màu da vẫn được luôn nha. Mấy cái màu này á, nó không hề kén chân đâu. Chân nào, da nào mình lên cũng dễ trơn á. Thì màu trắng á, ví dụ ai mà cho mấy bé, phụ huynh mà mua cho mấy bé nhà mình mang đi học á, cũng có thể lựa chọn màu trắng luôn nha. Mấy cái phần quai này rất là dễ lau chùi luôn, chỉ cần tuột chân một cái là tháo ra được, rất là xinh. Cái nơ này nơ bánh ú nè, nhìn nơ cái xong thèm bánh ú không ngoài. Dây thun đâu, đúng rồi, dây thun cắt tiện. Ngoài kéo dây thun ngay cho con với đó, nó có độ co giãn nhất định luôn nha mấy chế, rất là tiện. Mềm giống như cái lưng quần. Siêu mềm, siêu êm luôn. Đó thì hôm nay chị giới thiệu cho cả nhà mình coi về cái mẫu giày sandal này thôi. Thì như nãy cả nhà mình thấy á, là em đã nhờ chị mẹ với lại chị ngoại mang lên chân thử cho cả nhà mình coi rồi đó. Thì nếu mà anh chị nào mình yêu thích á, có thể inbox qua Zalo hoặc là fanpage cho em cũng được. Em có ghim cái Zalo với lại fanpage ngay trên góc á cả nhà, có thể dựa vào đó mà inbox cho em ưng màu hoặc là ưng mẫu nào, có chụp màn hình lại sau đó gửi qua Zalo cho em nha. Cho em xin một cái size luôn để em kiểm tra xem mẫu đó còn size của anh chị mình hay không ha. Bây giờ thì cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh video của em. Bye bye và chào tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà vào các video khác. Bye bye chị ngoại. Bye bye.